Hãy luôn nhớ rằng, một, hãy đi thật chậm để xác định mỗi bước chân của mình là đúng hướng. Đừng cố vội chạy quá nhanh để khi dừng lại mới biết mình lạc đường. 2. Người đời không nuôi ta ngày nào, lúc ta khổ họ không lo cho ta, lúc ta vui họ cũng chẳng quan tâm mà có khi còn ganh ghét. Thế nên đừng bận tâm lo sợ bị họ đánh giá. 3. Cuộc đời không bao giờ đẩy ai vào ngõ cụt, chỉ có con người tự đẩy nhau vào đường cùng. 4. Bốn ý nghĩ về cuộc sống. Nhìn lại phía sau để rút kinh nghiệm. Nhìn ra phía trước để nhìn thấy hy vọng. Nhìn xung quanh để tìm thấy hiện thực. Và nhìn vào bên trong để tìm thấy bản thân. 5. Cuộc đời có 3 cái đừng. Đừng hứa khi vui. Đừng trả lời khi nóng giận. Đừng quyết định khi buồn. 6. Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại. 7. Chỉ cần bạn không dừng lại, thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. 8. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất. 9. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống. Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình và hãy cẩn trọng với lời nói khi ở chốn đông người.